Chào mừng quý vị và bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế tối thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023. Và hôm nay định cuối tuần nghỉ ngơi quý vị ạ. Nhưng mà thấy nhiều quý vị có mấy câu hỏi về Việt Nam thú vị quá, hấp dẫn quá, khiêu khích quá. Chúng nên là chúng tôi lại lên để phục vụ quý vị đi ngủ và nhân tiện dăm ba chuyện nói về đất nước Việt Nam của chúng ta. Vâng, chúng ta đi lướt qua khu vực Trung Đông một tí thôi. Hôm nay thông tin có thể nói là khá sốc, rất sốc quý vị ạ. Đấy là chiến dịch bảo vệ sự thịnh vượng ở biển Hồng Hải dường như là đã đi vào ngõ cụt. Khi mà các nước uh, chủ chốt ở phương Tây như nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý đã đồng loạt rút tuyên bố sẽ rút lui khỏi liên minh do Mỹ chỉ huy và tuyên bố rằng là họ chỉ, chỉ, có thể hoạt động dưới cái sự chỉ huy của NATO và Liên minh châu Âu, chứ không phải là hoạt động dưới chỉ huy của người Mỹ. Và rất là thú vị. Nếu xét trên những lời lẽ như vậy thì rõ ràng những ngày trước đây họ còn đang rất mặn mà mà bây giờ họ rút lui với cái việc liên quan tới chỉ huy. Thì cho thấy không phải là ba nước này họ không họ sợ leo thang cuộc chiến mà mặt khác thì họ rút bởi vì họ không tin tưởng vào những cái việc uh, là dưới cái ngọn cờ đúng không ạ của người Mỹ và tất nhiên cái điều đấy chúng ta cũng thấy nó có không cái gì nó nằm ngoài cái việc là cơ bản là họ sợ rằng là người Mỹ không bảo vệ được tàu bè của họ đúng không ạ dưới cái thời của ông Joe Biden khi mà quân đội Mỹ bây giờ mất tự tin hơn rất nhiều so với cách đây chục năm nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì dù lý do gì chúng ta cũng thấy là nước Mỹ cũng đang đi đánh mất đi cái vai trò lãnh đạo của mình và cũng là một cái cơ hội để người Mỹ tự đánh giá lại cái uh, chiến lược quốc gia của họ đúng không ưu tiên cho cái lợi ích quốc gia của họ uh, lại một lần nữa bây giờ thì nước Mỹ sẽ phải đối mặt với lại mấy con đòn dáng rất đau khi mà bây giờ họ chỉ còn kiểm soát uh, dẫn đầu cái liên minh của mình của mình để đối mặt với lại người Yemen với lại những quốc gia siêu cường như là Ba Bahrain rồi là xây sen vân vân những nước mà chúng ta nhìn gọi là tìm nổ đông đó mắt không nhìn thấy trên bản đồ đâu hôm nay thì dường như là chúng tôi cũng thấy các nước Ả Rập và Ai Cập vân vân họ cũng rút ra khỏi cái liên minh này rồi trước đây thì họ cũng không công khai nhưng bây giờ thì có vẻ như họ rút hoàn toàn cả công khai lẫn bí mật và có những cái sự kiện khá thú vị liên quan tới uh, khu vực này, à, đó là ngày hôm qua thì quân Houthi họ cũng đã bắt đầu dọa là chuẩn bị giải ngư lôi ở cái khu vực vùng biển. À, không biết là vùng biển là trong vùng nước của họ hay là cả cái vùng biển này, chắc là trong vùng nước thôi. Nhưng mà rõ ràng bây giờ thì nhìn cái cuộc chiến ở Ukraine, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái phương tiện tấn công nhỏ, đúng không ạ, ám tiễn có thể hạ được các tàu to mà không mất nhiều chi phí mà nó rất nguy hiểm nếu các tàu to mà cứ đứng khơi khơi ở giữa biển. Nhất là với những cái phương tiện kiểu như USV, UAV thì rõ ràng là Houthi có sự hậu thuẫn của Iran, chắc chắn là sẽ rất nguy hiểm đấy. Vâng, nhiều người thì người ta bảo rằng là có khi là Yemen lại chiến thắng trong cái cuộc đụng độ này quý vị ạ, nếu mà như vậy thì đúng là một cái việc điên rồ đúng không ạ? à ờ, bởi vì cái mục tiêu của họ là họ gây ra cái nguy hiểm chứ không phải là họ có thể chiến thắng đúng không ạ? Nhưng mà cơ bản thì họ có thể gây ra cho nguy hiểm được bởi vì là chỉ có những cái phương tiện của họ mà họ phóng ám tiễn thì những nước như là Mỹ và đồng minh của mình có những cái tàu to đấy mới sợ thôi. Còn họ đã không sợ chết và họ lại có những vũ khí như vậy thì tất nhiên là Mỹ cũng không thể làm gì để có thể loại trừ được hoàn toàn họ cùng lắm thì ném vài một quả bom đúng không ạ? Mà ném bom vào thì họ cũng ném bom vào phía bên uh, bờ biển, à, bên biên giới bên kia của Ả Rập Xê út là giá dầu nó lại leo thang là chết. Bây giờ thì Ả Rập Xê út nói thật ra trước đây họ đánh nhau với Yemen có nhiều lý do là bởi vì họ tưởng là cũng ăn tươi nuốt sống được. Thứ hai là bị người nghĩ người Mỹ lôi kéo vào. Còn sau khi họ vào đánh nhau thì đánh mãi cũng không được. Với Ả Rập Xê út thì có biết đánh nhau đâu. Thứ hai nữa là giếng dầu đầy ở khu vực miền Nam, đúng ạ. Nếu bây giờ oánh nhau mà họ tấn công bằng vào giếng dầu một cách gọi là khá dễ đấy, chứ không phải là đơn giản. À không phải là quá phức tạp gì đâu. Thì không biết là đánh vào cái khu vực mà toàn người gọi là bây giờ đang dạng như là là đói nghèo nhất thế giới này thì giải quyết cái vấn đề gì, đúng ạ. Mà cuối cùng tự nhiên bốc cháy một hai giếng dầu là giá dầu nó leo thang nên là người Mỹ cũng cống. Mà Ả Rập Xê Út thì cũng mất ăn. Và như vậy là rất thú vị quý vị ạ hôm nay thì quan chức của houthi họ nói rằng là yemen sẽ phản ứng với tất cả những đòn tấn công của mỹ nhắm vào nước này bằng cách nhắm vào tất cả những cái lợi ích của mỹ ở trên biển tàu mỹ lợi ích mỹ có tàu quân sự và thậm chí cả tàu dân sự chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ một cái người mỹ nào mà có thể tấn công tên lửa vào yemen và không chấp nhận một cái sự trừng phạt đích đáng chúng tôi khuyên những quốc gia phương tây châu âu đừng có tham gia vào việc tấn công yemen bất cứ quốc gia nào tham gia vào à, tấn công cùng với người mỹ chắc chắn sẽ bị chúng tôi ngắm bắn và chúng tôi sẽ phản ứng với bất kỳ một sự tham gia thực tế nào của bất kỳ các quốc gia ả rập nào mà liên minh với người mỹ chống lại yemen và thế này là loạn rồi Uh, một liên minh siêu to khổng lồ cuối cùng là đã thúc thủ trước một Yemen uh, có một nhúm dân và đang trên một cái bờ vực nghèo đói đúng không ạ một trong những cái đất nước mà đau khổ và nghèo đói nhất thế giới như vậy là Yemen một quốc gia nghèo đói nhưng mà thực sự họ là những người Ả Rập chân chính họ đang chiến đấu để bảo vệ người Palestine còn những quốc gia Ả Rập giàu mạnh khác thì đang uh, ngủ ngon giấc và nhìn những người Ả Rập anh em của mình bị tàn sát. Chúng ta thử xem người Mỹ nói gì. Họ không nói nhiều. Họ nói rằng họ không có đủ tàu bè để bắt đầu cái chiến dịch bảo vệ sự thịnh vượng này chống lại Houthi. Theo một nhà báo uh, Hải Dương, Hải quân của Mỹ, thì nước Mỹ có khoảng độ uh, 24 cái tàu chiến đấu được sử dụng ở trong khu vực uh, bờ biển nhưng mà họ không đủ sức để mà có thể uh, triển khai toàn bộ nhóm tàu này đến khu vực yemen ngoài ra thì năng lực tấn công bằng uh, tên lửa đối hạm của yemen cũng là và uav cũng là một mối quan ngại đối với lại hải quân mỹ vâng tàu mỹ bây giờ những cái tàu zoom quát zoom biếc nó cũng toàn mấy tỷ đô đúng không ạ chẳng may mà bị con uav ghẻ nó làm cho một pháp thành đồng nát thì thôi rồi đấy, chẳng còn mặt mũi nào để mà ngẩng lên để dạy dỗ đồng minh được nữa. Như vậy là gì? Như vậy là Houthi đã làm cho hải quân Mỹ sợ hãi và rút chạy khỏi biển Hồng Hải. Hải quân Mỹ, một hải quân siêu cường thế giới, mười cụm mười mấy cầu cụm tàu sân bay đốt hàng nghìn tỷ mỗi năm mà cuối cùng lại không dám đối mặt với những tên lửa mà mấy cái UAV đồng nát như vậy thì lực lượng hải quân đó bây giờ nó càng khẳng định lên là chủ yếu nó làm sâu bít là chính đúng không ạ để nó kiếm tiền từ người dân đóng thuế mỹ mà thôi khi khai thác yếu tố hoành tráng rồi là sâu bít vân vân và như vậy thì bây giờ cũng không có lý do gì để chúng ta phải nghi ngờ được là tại sao hạm đội của nga lại rất sợ những cái usv của ukraine đúng không ạ à, chúng ta thấy là như vậy thì bất cứ một cái hạm đội nào đều sợ usv đều sợ tên lửa đúng không ạ? Chứ không phải là Nga, Mỹ, Trung Quốc hay là nước nào, đúng không ạ? À, Ở chúng ta thường nói một cái từ là gọi là minh thương dễ tránh mà ám tiễn thì khó phòng. Hai, không nhận là nhiều người nghĩ rằng Yemen sẽ phải đối mặt với sự thậm chí là diệt vong. À, rất nhiều người nói. Thế mà cuối cùng là... Vâng, chúng ta cũng chưa biết là cái đích như nào. Nhưng mà dù sao đến ngày hôm nay thì cái kết quả đến ngày hôm nay là nó gọi là một cách khá bất ngờ. Đúng không ạ? rất là đáng ngạc nhiên. Vâng, tin cũng liên quan tới cái việc này thì không biết là do được khuyến khích bởi vì sự thành công của Houthi hay không mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran nói rằng quân đội của họ có thể phối hợp với lại quân đội của Maroc để tiến hành một cái tình huống tương tự như ở Biển Đỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở Maroc thì nó có cái mũi ta mũi này, này nó còn còn kinh dị hơn cả cái mũi đấy. Mũi này thì đúng là nó là cửa ngõ vào và biển Hồng Hải, nhưng mà nó lần lên cả khu vực biển Đen nữa. Và tất nhiên là lối ra vào của toàn địa bộ địa Trung Hải, đúng không ạ? Có nghĩa rằng nó quan trọng hơn đỏ đó, đó rất nhiều, mặc dù là cái khe của nó thì to, nó không có nhỏ như vậy. Ở Maroc thì thực tế họ cũng không phải hoàn toàn thân Iran, nhưng có nhiều thế lực ở Maroc là cũng gọi là có quan hệ rất tốt với lại quân đội của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và đặc biệt là ở ngay cạnh đó, ở Algeria thì đúng là đồng minh, gần như đồng minh của Iran. Còn Maroc thì có cái quan hệ gần gũi hơn với Israel. Cái mũi Ginbata này thì nó là một cái tuyến hàng hải có thể nói là trọng yếu, gọi là huyết mạch kinh tế toàn cầu Hàng ngày thì có 300 tàu lớn đi qua khu vực này. Và đúng là khu vực này thì nó chiếm khoảng độ 20% tổng cái lưu lượng hàng hải của thế giới. Tức là nó gấp uh, cái khu vực Hồng Hải khoảng độ uh, gấp rưỡi. Và 80% nguồn nhập khẩu khí ga và dầu của châu Âu. Ôi trời ơi, như vậy thì 80% quá kinh khủng, nếu mà cái mũi này chẳng may có bệnh hệ gì thì thôi rồi, châu Âu là lên đĩa luôn rồi. Gọi là lên bảng đếm số đó quý vị ạ. Vâng, chưa biết tình huống như thế nào nhưng mà có vẻ là câu chuyện nó rất vui đúng không, quý vị. Nếu mà Iran mà bây giờ họ chơi cái bài này thì tất nhiên là cũng khó, nhưng mà chúng ta thấy Iran đã kiểm soát một cái ít hầu năng lượng của thế giới là cái vịnh Hormuz, đúng không ạ? Bây giờ họ lại còn thông qua Yemen lại chơi luôn cả vịnh Aden và bây giờ lại sơ mối lốt cả uh, Gimbata nữa thì thôi ông ấy thống trị thế giới rồi. Tốt nhất là ông sang cũng làm nốt cái kênh đào Parama, đúng không ạ? Xong rồi phối hợp với Indo, Malai là những nước Hồi giáo chặn luôn Malacca là thôi là hết phim luôn. Vâng, rất thú vị. <laughs> Nhìn chung là bây giờ châu Âu đang ngồi xanh cả mắt ra, đúng không ạ? Lo xanh mắt. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta chưa xác định được là những cái sự rút lui của các nước châu Âu uh, thì có thể mở ra một cái cách thay đổi nào đó hay không. Bởi vì rõ ràng đó nó chỉ là cái sự uh, là là lựa chọn thôi, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là họ thích sự cái chỉ định của một cái liên minh do NATO cho nó hợp pháp hóa hoặc Liên minh châu Âu chứ họ không đứng dưới cái chướng của người Mỹ, bởi vì như thế thì họ sẽ thừa nhận rằng người Mỹ là minh chủ quân sự của thế giới phương Tây, đúng không ạ? Như vậy nó mất hay đi, bởi vì như vậy thì nó giống với thực tế quá. Sáng qua thì tôi nghe thấy hình như là Tây Ban Nha họ đã ra một cái thông báo là khuyên các nước của Liên minh châu Âu không tham gia vào Liên minh quân sự hàng hải này do Mỹ dẫn đầu. Thì lúc bấy giờ mình rất ngạc nhiên nhưng hôm nay có thêm thông tin về việc là ba cái nước này thì họ từ chối dưới cái vai trò dẫn dắt của người Mỹ chứ cũng không phải là họ không muốn đánh nhau. Chúng ta cũng biết rồi, ba nước này cũng chính là ba nước mà cộng với Đức nữa đúng không ạ, là những cái nước mà phụ thuộc năng lượng rất nhiều đối với các nước Trung Đông. Nếu như họ mất cái khu vực Vịnh Aden này chắc chắn là kinh tế của họ sẽ đối mặt với những cái vấn đề nghiêm trọng và đặc biệt là cả Vịnh Uh, Mút của chỗ Iran cũng do Iran kiểm soát nữa, đúng không ạ? Iran đang báo thù các nước uh, Châu Âu rồi. Vâng thôi, cuối tuần rồi chúng tôi mời quý vị đến với lại chương trình. À ơi, thông qua giao lưu các câu hỏi thú vị cùng quý vị khán giả. chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi liên quan tới việt nam mà tất nhiên là câu hỏi liên quan tới việt nam thì nó cũng nhiều liên quan đến trung quốc rồi mỹ đúng không ạ cơ bản là thế à, việt nam là một trong những cái tâm điểm của các vấn đề địa chính trị của thế giới ở khu vực đông nam á có thể nói là hàng đầu nếu mà nói về cái địa chính trị kinh tế về vấn đề oánh nhau thì lại Philippines thì chiếm mặt báo nhưng mà kinh tế thì Việt Nam nhiều hơn bởi vì chúng ta đang bị uh, bị hoặc là được tùy cách nhìn đúng không ạ bị ve vãn hoặc được ve vãn bởi vì cả hai cái đối tác lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ hai đất nước đều vốn là cựu kẻ thù của Việt Nam Đấy, cho nên nó tạo ra một cái kịch bản có thể nói rất nhiều thứ để mà thiên hạ nó đồn thổi chém gió tuy nhiên mỗi khi nói về việt nam trung quốc mỹ thì chúng tôi rất muốn có một đề nghị với quý vị là chúng ta hãy bình tĩnh đúng không ạ hãy suy nghĩ trước khi mà bình luận một cách nó cảm tính đây là một chủ đề đòi hỏi cái sự gọi là trưởng thành rất nhiều và cũng như là nhìn về tương lai nhìn khách quan chứ nếu nhìn về quá khứ thì chúng ta biết rằng là À, nếu mà nhìn về quá khứ chúng ta không có gì để nói chuyện với hai kẻ thù của mình cũ đây trước đây đúng không ạ có nghĩa rằng mình sẽ bỏ qua những cái vấn đề thành kiến trong quá khứ để mà nhìn thấy những cái tình trạng hiện tại và cơ hội trong tương lai vẫn có nhiều quý vị nói rằng là tôi mà là chính phủ Việt Nam thì tôi không bao giờ tôi làm ăn buôn bán với Trung Quốc và tôi mà là chính phủ Việt Nam thì tôi sẽ cấm cửa Mỹ đúng không ạ đấy à, và quý vị cũng biết thừa rồi đúng không ạ Đô la trong nhà của quý vị thì cũng là người Mỹ, còn đồ đạc trong nhà quý vị thì nó là người Trung Quốc, đúng không ạ? Nếu quý vị nói như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta lấy cái gì để tiêu và lấy cái gì để dùng. Mà tiêu dùng những là hai vấn đề quan trọng nhất, đúng không ạ? Mà tất nhiên chúng ta sẽ nghèo đói. Nghèo đói thì yếu, mà yếu thì ai còn ve vãn nữa, ai còn kính trọng, tôn trọng mình nữa, đúng không ạ? Trọng vọng mình nữa bởi vì quý vị chỉ đưa ra những cái lý do có thể nói là nó nó rất quan trọng nhưng mà nó cũng không thể mình lấy lý do đó được mình chỉ nói rằng là những đồng đội của tôi đã ngã xuống đúng không ạ những người thân của tôi chúng tôi đã ngã xuống vân vân thì cái đó chúng ta ghi nhận nhưng mà chúng ta cũng không để những cái đó nó ảnh hưởng đến tương lai được trừ khi trừ khi nào thì nên làm như vậy quý vị trừ khi mà ở thế giới này chỉ có mỗi mình chúng ta với lại nước trung quốc hoặc là mình chúng ta với lại nước Mỹ. Đúng ạ? Thì bảo rằng chúng ta không làm ăn với nó thì nó sẽ tự khắc nó yếu và mình cũng yếu nhưng mà nó cũng yếu. Nhưng mà cái câu chuyện rằng thế giới này nó có 200 nước thì mình không làm thì 1999 thằng khác nó làm và mình mỗi mình mình yếu thôi. Còn những thằng khác nó lại mạnh lên. Và như vậy nó mạnh lên mà mình yếu thì thì nó nó đến một ngày nào đó nó ngứa mắt nó đập cho mình một phát là mình chết. Đúng không ạ? Đấy là chuyện chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi đấy cho nên là mình chỉ làm như thế làm như thế là đúng nhưng mà khi nào chỉ có hai nước trên thế giới thôi thì mới làm được vâng đây là ngoại giao thực tế quý vị nhé ngoại giao tích cực thực tế và gọi là thực dụng đấy chứ không phải là ngoại giao theo kiểu chủ nghĩa tư tưởng và theo những cái cảm xúc cảm tính đúng không ạ lợi ích quốc gia đấy hay mình gọi là lợi ích ấy. ngoại giao lợi ích quốc gia vâng chúng ta bắt đầu một câu hỏi bằng việc là tập cận bình và tập cận bình lần này lại là cá nhân rồi giống như kiểu tôi cứ thấy cái từ mà ông nào ông hỏi cũng bắt đầu bằng putin với lại tập cận bình là y như rằng là là trong cái vấn đề thành kiến đã có rồi nhưng dù sao đây là một câu hỏi cho nên cũng không có vấn đề gì chính những câu hỏi như này sẽ giúp chúng ta hé lộ ra nhiều cái câu chuyện hay để nói chuyện đúng không ạ tập cận bình đang ve vãn việt nam để mà chui vào bẫy nợ như đã làm như ông ta đã làm với lào campuchia và indo trong chuyến thăm vừa rồi đến việt nam có phải không liệu việt nam chúng ta có đủ thông minh để mà trốn được bẫy nợ tránh được bẫy nợ hay không vâng à, cái từ bẫy nợ ấy, đúng ạ bẫy nợ cái từ bẫy nợ nó quá duyên nợ với việt nam đúng không, quý vị bây giờ mình phải tìm hiểu là cái bẫy nợ nó là như thế nào đã thì trước đây chúng tôi cũng đã nói với quý vị rồi là cái từ bẫy là thì không biết nó từ đâu ra nhưng mà nó khẳng định là nó xuất phát ra ở nước mỹ mà từ một số những cái thành viên trong cái diễn đàn kinh tế thế giới tất nhiên những thành viên đó có tư tưởng chống Trung Quốc cực điểm đúng không ạ uh, Peter Zihan Noat uh, gì đấy tôi mấy nhân vật tôi quên rồi nhưng cũng đại khái là những cái bài viết của các ông ấy thì trong suốt cả chục năm nay bài viết nào cũng chỉ có Trung Quốc ngày mai là sụp thôi nhưng mà một chục năm rồi nó vẫn chưa sụp cho thì nó rất giống mấy cái ông ở Ukraine đấy đúng ạ nói rằng là Putin sắp chết rồi à, chết đến nơi rồi mà thậm chí là chết rồi thế mà bây giờ nó mười mấy hai mươi năm rồi ông vẫn còn sống sờ sờ ông mà ông đi lại còn hơi nhanh so với cái độ tuổi của ông ấy đúng ạ thế thì có nghĩa rằng là những người đó họ một là có động lực rất kinh khủng Uh, hai là họ quá bài xích đúng không ạ, quá thành kiến, cho nên là nó mới dẫn tới cái suy nghĩ như vậy. Thế thì ý tôi nói rằng ở diễn đàn kinh tế thế giới, những cái người đó có tư tưởng bài Trung Quốc và theo tưởng nghĩa tự do, uh, họ đưa ra những cái 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 quan điểm chủ yếu làm sao đấy để chống cái sự mở rộng và phát triển của Trung Quốc. Đấy, mình nói phải như thế để cho nó có vấn đề đúng không ạ? Và một người gốc Ấn Độ ở trong cái nhóm đó họ đã phát hiện ra một cái từ khóa tuyệt vời đó là bẫy nợ của Trung Quốc. Tất nhiên kết hợp giữa một cái sự bài Trung Quốc và lại là một người gốc Ấn Độ nữa, lại sống ở Mỹ nữa, thì thôi rồi. Có nghĩa rằng tất cả những cái gì mà về Trung Quốc nó sẽ rất xấu xa trong ánh mắt của ông ấy, đúng không ạ? Nhưng nói về bẫy nợ thì thôi chúng ta cũng không đi tra cái gì, cái gì. Tôi chỉ cảm thấy nó một điều như này thôi. Là nếu chúng ta là một cái đứa thích ăn chơi à mà cái này có trong quá khứ quý vị nhé có thật kể cả việt nam vậy có rất nhiều những cái tổ chức mà tìm cách cho những cái người mà thích ăn thích chơi khác những khoản vay đúng không ạ một cách rất dễ dãi những người này thì không có trí thú làm ăn và chỉ thích hưởng thụ thôi khi có những khoản vay dễ dàng thì đã nhanh chóng tìm cách đến để vay bằng được và ngày hôm sau có tiền cái là quần gọi là nhung áo lụa là áo nếp các thứ gọi là trông thẳng băng để mà gọi là bỏ cả công cả việc để đi tiêu tiền xe mới đúng không ạ quần áo mới kỳ nghỉ mới iphone mới vân vân các kiểu và tất nhiên thì những cái đối tượng như này thì nó mới chính là cái đối tượng mà hoàn hảo để cho các khoản vay nó sẽ trở thành khoản vay bẫy nợ và như vậy thì sau khi những cái thành phần như thế vay và tiêu hết tiền và đến ngày trả nợ thì người ta không có cái gì để trả nợ và như vậy thì một là bố mẹ giàu thì lúc bấy giờ bắt buộc là phải đưa máy cho cái thằng chủ nợ bảo nó gọi cho bố mẹ bảo là mà ông mà không mang tiền đến thì con ông sẽ mất một quả thận này nọ vân vân đúng không ạ còn nếu không có bố mẹ giàu thì thôi phải bán máu và bán thận thật À, còn một quốc gia thì phải bán đất, bán rừng, bán đủ thứ. Như vậy cái câu chuyện là gì? Câu chuyện là chúng ta thấy ai cũng cần tiền để mà chúng ta phải nhớ một điểm là người mà cần tiền để phát triển phải đi vay thì lúc bấy giờ mới là cái người mà thực sự là họ huy động được hết cái hiệu quả của đồng tiền, đúng không ạ? Một doanh nghiệp cũng thế thôi, có tiền nhưng mà họ sẽ đi vay bởi vì cái tiền vay đó nó được giảm cái chi phí về vốn, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ tiết kiệm cho nhìn chung là nó hiệu quả tài chính hơn đối với doanh nghiệp đó. Quan trọng nhất là cái điều kiện cho vay nó là gì? Đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta bây giờ vay kiểu giang hồ thì tất nhiên là cái mức uh, lãi suất nó quá cao mà chúng ta lúc bây giờ chúng ta không còn cách nào khác bắt buộc phải vay. Thì chúng ta sẽ không có tiền để mà hoặc là nhìn chung là cái cái giá đến chúng ta phải trả một giá cực kỳ đắt để vay nhưng mà tất cả nó đều có rõ trước rồi nó đều ràng buộc trước à, đều đồng ý từ trước trước khi chúng ta vay tiền đúng không ạ và những trường hợp như này nó cũng dẫn tới phá sản và thường người ta sẽ gọi đó là bẫy nợ nhưng mà cái câu chuyện mà tất cả những cái gì nó đã rõ ràng từ trước rồi nó không có cái gì ẩn cả thì nó không thể nó gọi là bẫy bẫy thì nó phải là ẩn thì lúc bây giờ nó mới là bẫy bẫy mà quý vị bẫy thì bao giờ nó cũng ẩn chả có cái bẫy nào mà con nạn nhân con mồi nó nhìn thấy trước cả Đúng không, quý vị, cho nên nó là những cái điều kiện nó rất rõ ràng. Thế thì các nước khác đã vay của Trung Quốc, họ có một cái gì để mà nó không nó bị ẩn ở trong đó không? Nếu nó ẩn thì lúc bấy giờ mình mới gọi là bẫy được. Mà Trung Quốc thao túng những cái đó để sau đó càng ngày nó càng phình ra, đúng không ạ? Thì nó gọi là bẫy. Còn nếu mà mọi việc nó đã sáng tỏ nó rõ như ban ngày thì đâu còn cái gì gọi là bẫy nữa. Và như tôi nói, bẫy nợ nó chỉ phát huy tác dụng và nó chỉ có một cái giá trị khi những kẻ đi vay là những kẻ mà bỏ ăn bỏ làm, tức là không chí thú làm ăn, chỉ có mải mê tiêu tiền, đúng không ạ? Còn những người thông minh là những người đi vay tiền để phát triển. Quý vị cứ thử nhìn quanh mình xem có ai không vay tiền để mà phát triển kinh doanh, đúng không ạ? Xây nhà, mua xe, mua gì tất cả mọi thứ, rồi sau đó anh ta sẽ làm để mà trả nợ hay không? Chả có ai không cả, kể cả là vay người thân đúng ạ quý vị và như vậy những người như thế phải là những người như thế nào phải là những người có công việc ổn định có cái nguồn thu nhập ổn định thu nhập tốt và những khoản vay đó thì giúp cho anh ta có điều kiện tài chính để anh ta mua nhà mua những cái gì đó mà những khoản đầu tư mà trong cái thời điểm tốt nhất để sau này nó mang lại cho anh ta những cái sự an tâm về bất động sản, về tài chính, đúng không ạ? Có nghĩa rằng mang lại cho anh ta cái giá trị trong tương lai. Thì đối với những người thông minh như thế không bao giờ gọi là bẫy nợ cả. Vậy thì bây giờ thử hỏi xem là Việt Nam là một cái kẻ thích ăn bám, thích lười chảy thây, đúng không ạ? Là một cái nền kinh tế lạc hậu, là một cái nước có một cái dân số bé tẹo mà thích tiêu tiền một cách từ trên trời rơi xuống mà là một dân tộc gốc nghếch hay Việt Nam lại là một cái đất nước hoàn toàn khác. Nếu mà bạn mà chỉ cần để ý tới kinh tế Việt Nam thôi thì bạn sẽ ngạc nhiên là đất nước của chúng ta là một trong những cái đất nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong suốt mấy chục năm vừa qua. Chỉ sau hôm Trung Quốc một tí tẹo tẹo tẹo. Chúng ta đánh nhau với Trung Quốc hàng nghìn năm nay rồi, đúng không ạ. Và những người đánh nhau với lại một cái kẻ thù mà nó âm hiểm như Trung Quốc thì chúng ta không không ngố tí nào. Đúng quý vị? Nếu mà mình ngố thì mình đã trả thắng được nó. Bởi vì cơ bản nó mạnh mà. Nó đánh đông dẹp bắc được ở nó. Mà tại sao mình đánh được nó thì tất nhiên là mình cũng phải khôn hơn nó. Nhiều người nói về Việt Nam nhưng người ta bỏ quên đi cái bối cảnh là do chiến tranh loạn lạc, thực dân, vân vân Cả vài trăm năm chúng ta tụt hậu so với thế giới. Bây giờ chúng ta đang tích cực để mà bám đuổi, vượt lên so với phần còn lại của thế giới và chúng ta đang làm một cách rất hiệu quả, đúng không ạ? Còn nhiều người chỉ có than phiền thôi. Đất nước nào cũng có vấn đề hết. Nếu mà bây giờ bạn thích sống một cái nước nước dân chủ để mà có tiền có thể mua được một cái chức thượng nghị sĩ, đúng không ạ? Hay là một đất nước như là ở những chế độ mà chắc chắn rằng là không có tiền nào có thể mua được những cái điều quan trọng như vậy. Có nghĩa rằng chính trị không bao giờ bị thao túng bởi vì cái thế giới ngầm, đúng không ạ? Còn tất nhiên là tham nhũng thì nó đều có hết. Nhưng mà ở đâu chúng ta cũng thấy tham nhũng nó dừng lại cái mức độ nào. Như vậy ý tôi nói rằng là đừng nên đánh giá quá thấp chất lượng của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta, của con người chúng ta. Hãy cứ thử nhìn vào những cái thống kê về số lượng đầu tư trực tiếp của nước ngoài và Việt Nam và những cái chuyến thăm gần đây của các vị lãnh đạo thế giới tới việt nam người ta phải có niềm tin vào đất nước thì người ta mới đầu tư đúng không ạ và một trong những cái quan trọng nhất của việc đầu tư hay là như bạn muốn cho một người nào đó vay tiền thì bạn phải xem là nó làm gì với đồng tiền của mình và nó nếu nó muốn trí thú thì nó có khả năng quản lý hay không thì người ta mới cho và chúng ta có rất nhiều tiền đầu tư vào có nghĩa rằng thế giới người ta đánh giá rất cao chúng ta về khả năng quản lý đúng ạ phát triển hãy kết hợp tất cả những gì một năm đánh nhau với mỹ với à, với trung quốc trăm năm đánh nhau với pháp nhật mỹ và lại trung quốc nữa rồi những gì chúng ta đang kết hợp làm việc với các nước đó và chúng ta đang phát triển với tốc độ như nào thì bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn tự tin là mình đang đi đúng hướng đúng không ạ còn tất nhiên hướng thôi, còn nó là cái cánh buồm mà, nó lúc nó gió đông, lúc nó gió tây, quan trọng nhất là chúng ta lúc nào cũng phải giữ chắc cánh buồm và và phải biết uyển chuyển đúng không ạ để mà đón gió mỗi khi mà nó gió nó chạch. Như vậy thì câu hỏi nó mang cái quan điểm của thế giới phương Tây rất nhiều, của nhìn chung là phương Tây chống Trung Quốc và cũng có tư tưởng uh, đại khái là đánh giá thấp về cái tầm đọa tầm của Việt Nam. Nhiều người, tôi nói thật, nhiều người Việt Nam sống ở nước ngoài thì cũng không hiểu vì lý do gì, cũng có khả năng là họ lo lắng thật cho đất nước của mình, nơi mà sinh ra. Nhưng mà nhiều khi cũng là do thiếu thông tin. Nhiều người cứ nghĩ rằng Việt Nam bây giờ nó vẫn còn quanh quanh quẩn quẩn với mấy cái ngôi nhà cấp 4. Và ở đó mọi người đang thiếu thông tin, không biết gì, không biết về ý đồ của Mỹ, không biết về ý đồ của Trung Quốc, không biết ý đồ của Nga, tức là còn khờ dại chính trị lắm, đúng ạ? Rất nhiều người như vậy quý vị ạ, tôi phải nói thật luôn, nếu như mà mình nói đơn giản, mình có thể đi mình gặp những cái uh, những cái người nổi tiếng hải ngoại đi, đúng không ạ? Mặc dù là hát rất hay rồi kể cả có những cái tinh thần này, tinh thần kia rất hay, nhưng cơ bản nói về chuyện chính trị thì thực sự là ngu ngơ như vậy thì chúng ta có thể đi tới một cái kết luận là gì là chúng ta không cần phải giải thích cái nghĩa của cái từ bẫy nợ là gì chúng ta chỉ biết một điều nó đã có bẫy thì có nghĩa rằng nó có điều khuất tất ở đó đúng không ạ và những ai mà ký vào những cái thỏa thuận khuất tất thì đấy chính là những người mà đã tự đặt mình vào bẫy rồi chứ không cần phải người khác bẫy nữa thế còn bẫy nợ thì nó có tác dụng như thế nào với các nước nó chỉ có tác dụng với những nước mà theo dạng như là việc nhẹ lương cao, thích việc nhẹ lương cao, thích tiền, xong rồi lấy tiền ra để chi tiêu, đúng không ạ? thậm chí là để mà bưng bít, để mà gọi là tham nhũng bới nhau ở trong nội bộ thì lúc bấy giờ nó mới thành bẫy nợ. chứ nếu như nợ người ta cho vay mà chí thú đầu tư làm ăn thì chắc chắn những khoản nợ đấy chính là những cái nó cực kỳ có ý nghĩa giá trị đối với lại người đi vay đấy còn tất nhiên rồi người cho vay thì người ta cũng phải sống vì cho vay thì người ta cũng phải vì cái quyền lợi của người ta đầu tiên chứ làm gì có ai lại muốn đi cho vay để mà làm từ thiện đâu đúng không quý vị mình phải hiểu một điều rằng là những người người ta cho vay hay những ngân hàng đều là những cái công ty tổ chức mà người ta là những công ty tổ chức mà thèm tiền nhất thèm lợi nhuận nhất thì người ta mới làm chứ còn chả ai đi làm từ thiện. Cho nên cứ bảo là đấy nó cho vay đấy nhưng mà nó được hưởng lợi nhiều lắm. Đúng không ạ? Thế mình thử hỏi xem là nếu như không nó được không được hưởng lợi thì nó có làm không? Và bản thân mình đã làm được việc gì cho đời mà không có lợi không? Đúng không, quý vị? Cho nên mình phải nói rằng là đấy là khoản cho vay, thế còn tại sao gọi là bẫy nợ? Bởi vì những khoản nợ đấy mình không vay ở Mỹ mà mình vay của Trung Quốc cho nên nó mới gọi là bẫy nợ các nước cũng khác cũng thế còn nếu vay của các tổ chức IMF, World Bank và những tổ chức của Mỹ thì nó không gọi là bẫy nợ đúng không ạ nó gọi là lợ đẹp mới là mượt mới là nét nợ gì đấy nợ thiên đường tôi chỉ thấy bây giờ những cái nước như Ukraine Argentina là những nước vay nợ rất nhiều của phương Tây và những nước bây giờ đang vùng vẫy mà không biết là bao giờ liệu là thượng đế còn sống họ cũng đã trả được nợ hay không nữa không biết còn về mặt nguyên tắc của những nước mà vay tiền đúng không ạ thì cái câu chuyện rằng là mình đang muốn đi vay tiền và tự nhiên có một người nói rằng người ta muốn cho mình vay tiền câu chuyện đầu tiên lãi suất của anh là bao nhiêu nếu lãi suất của anh mà không lớn hơn những cái tổ chức khác thì đầu tiên việc đầu tiên của mình là mình phải biết ơn người đó đã và mình phải dễ thương với người ta đã đúng không ạ Đấy là một cái hành động mà nó giúp nó tốt cho mình đã. Việc thứ hai, trước khi mình ký vào hợp đồng, mình phải xem xét lại tất cả những vấn đề liên quan tới hợp đồng để xem nó có điều gì khuất tất hay không. Đúng ạ. Và nếu mình không có đủ cái năng lực thì mình phải làm cho mình có năng lực lên chứ mình không thể để lỗ lỗi được. À, câu chuyện đó chúng ta thấy rất rõ rồi. Không phải Việt Nam mình, Trung Quốc với Việt Nam thì tôi không biết như thế nào. Nhưng mà Việt Nam mình ngày xưa đã từng có rất nhiều việc xảy ra với phương Tây, quý vị nhé. Quý vị nhớ cái thời mà mình nhập nhất gì với Ý không ạ? Đúng ạ. Những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng ấy. Với Ý này. Nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là do mình không có đủ cái năng lực pháp lý để mình đàm phán với người ta. Rồi cuối cùng bị người ta chói. Đúng không ạ. Người ta giảng buộc. Cái câu chuyện đấy là mình chưa có đủ cái kinh nghiệm làm việc pháp lý trên cái chính trường quốc tế chứ tôi nghĩ rằng là người ý người ta cũng chả có gọi là làm ăn nhỏ lẻ đến mức độ người ta gọi là cố đặt mình vào bẫy một chuyến đúng không quý vị tất nhiên là thực dân thì người thích người ta thích, thích là cả món chứ em rằng cần gì một vài cái chuyến một vài trăm triệu đô như vậy thì cái trách nhiệm chúng ta là phải đủ năng lực về mặt pháp lý và kiến thức chuyên môn để đánh giá được là còn điều gì khuất tất hay không đúng không ạ và đặc biệt là cái này nó mới tách ra được cái việc có bẫy hay không. Tức là để mà trong tương lai nó có trở thành cái món nợ xấu hay không? Là chúng ta phải đảm bảo rằng trong tương lai chúng ta có tiền để trả cái món nợ đấy. Đúng ạ? Nếu chúng ta trả được món nợ đó thì nó sẽ không là bẫy nợ và tất nhiên chúng ta sẽ kiếm tiền được từ cái món nợ đó. Còn nếu chúng ta không trả được nợ, sau này chúng ta sẽ lại đặt tên nó thành bẫy nợ mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất là có năng lực trả nợ hay không? Chứ sau này mình lại bảo là ôi ôi, nó cho mình vay tiền. Nhưng mà nó biết thừa mình không trả được rồi. Nhưng mà nó vẫn cho vay. Đấy, bọn nó đều thật. Đúng không, quý vị? Làm sao nó biết mình có năng lực trả tiền hay không? Mình mới biết về mình chứ. Chẳng nhẽ mình lại bảo là mình không biết mình bằng nó. Đúng không? Thế thì quá lạ đời. Như vậy rõ ràng là ở tư cách của các nước mà cần tiền để phát triển thì phải đặt những cái quan điểm như thế lên đúng ạ thì nó mới là tích cực và nó khách quan chứ còn nếu không thì cứ không phải là tiền của Mỹ thì tất cả thế giới này đều là bẫy nợ hết đúng ạ còn chỉ có vay tiền của phương Tây thì mới gọi là nợ đẹp mà thôi mà nợ đẹp thì bây giờ rất nhiều nước đang phải trả bằng những cánh rừng gọi là bắt ngát những dòng sông cái gì phẳng lặng phù xa và cuối cùng thì tôi sẽ phân tích cái lời này để mà thấy rằng nó có ý đồ thao túng của tất nhiên một cái tư tưởng mà có vấn đề. Đúng không ạ? Không khách quan. Thế còn tất nhiên thì phe phái tôi không nói làm gì. Thứ nhất là nói về một cái từ như là Việt Nam có đủ thông minh hay không. Đúng không ạ? Thì từ đấy là một từ không hợp lý. Mình lên thử xem mình là có đủ thông minh hay không để mà mình đặt ra một cái tiêu đề nó như thế vậy. Thứ hai là thực sự bạn đã hiểu về vấn đề tài chính, ngân hàng, nợ nần, vân vân là chuyên gia trong lĩnh vực này hay chưa mà lại gọi đó cái món nợ đó là bẫy nợ. Thứ ba, ve vãn là thế nào, đúng không ạ? Vâng, mà kể cả có ve vãn nữa thì nói chung ve vãn nó chính là một cái hành động tuyệt vời trên thế giới này. Quan trọng nhất là ve vãn vì mục đích gì thôi. Quý vị công nhận không ạ? Còn cái từ ve vãn đấy nó quá hay nhìn chung là tôi ăn cơm khoai thì thích những cái từ của nó đi vào vấn đề như vậy quý vị ạ tại sao lại sử dụng từ tập cận bình đúng không ạ rồi là sử dụng những cái mệnh đề như là như là ông ta đã làm điều xấu đấy với lào campuchia và indonesia như vậy thì những ngôn từ nó mang cái tính chất nó định hướng rất cao có nghĩa rằng là uh, tập cận bình đúng không ạ cá nhân tập cận bình đã đến để mà bắt các nước lào campuchia indo bẫy nợ đúng không ạ và bây giờ bắt những nước như indo bây giờ là suốt ngày phải đi tàu cao tốc lên chóng mặt chóng mặt ảnh hưởng tới sức khỏe của đất nước và sức khỏe ảnh hưởng tới kinh tế đất nước kiểu như vậy nhìn chung là có cái 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 định hướng dư luận thì kiểu gì nó cũng nhà thầy bói ra ma mà quét nhà ra rác còn lại thì hãy thử hỏi bản thân mình đúng không ạ ai trong chúng ta đã sinh ra vốn đã giàu có để mà trong cuộc đời của mình không phải mượn một đồng tiền nào để làm những việc lớn trong đời quý vị công nhận không ạ? chả ai cả cho nên cái việc vay tiền vay nước tư bản thì vay tiền của ngân hàng mà những nước như chúng ta vay tiền của người thân bạn bè vân vân à, chúng ta có những khoản vay đó và chúng ta làm được những việc lớn đúng không ạ Chứ còn nếu không làm được ấy, không làm cái khoản vay đấy ấy, thì tôi thực sự như quý vị như ở xã hội chúng ta ấy, nhiều người cả đời không mua được cái nhà đâu. Tôi nhớ hồi trẻ quý vị ạ, trong nhóm chúng tôi kiếm tiền thì cả bọn thì kiếm được bao nhiêu tiền thì tiêu hết. Nhưng có một cái thằng nó rất thông minh là nó đi nó vay hết tiền của những người còn lại để sau đó nó mua cái nhà. Thế thì vài năm sau nó cái nhà đấy nó cứ mời anh em đến để nó chơi rồi nó ăn uống rồi nó có cái nhà. À, sau còn lại các ông còn lại như bọn tôi thì toàn đi thuê nhà thôi. Vì toàn đi thuê nhà mà lúc bấy giờ thì phải bỏ tiền ra để thuê rất nhiều đúng không ạ? rồi lại các rất nhiều vấn đề phát sinh từ cái việc đó. rồi nó có nhà xong thì nó mới lập gia đình sớm, nó an cư lạc nghiệp, đấy vân vân và nó phát triển kinh tế này nọ với nó khác hẳn mọi người là câu chuyện như vậy. còn mình thì cứ đi tiêu tiền và nó vay tiền của mình như thế rồi nó vay tiền kiểu bạn bè ấy, thì cuối cùng là nó cũng chả phải trả cái đồng uh, lãi suất nào và đến hàng mấy năm mình không đòi thì nó cũng không trả như vậy nếu nó không làm như thế thì làm sao nó mua ở nhà đúng không, quý vị mà nó mua từ lúc trẻ như vậy cho nên nó tập trung mà nó làm ăn về sau này nó mới phát triển cuộc sống được nó chứ trong khi lúc đấy mình đang mải chơi mà và mình thì hay tuyên bố là mình chả phải nợ đần bố con nhà nào đúng không ạ nhưng mà thực sự những người nào nắm bắt về tài chính thì người ta sẽ thấy là người ta ưu tiên những cái việc là làm sao đấy phải vay tiền không mua nhà thì mua cái gì đó quan trọng để đầu tư trái phiếu chứ biết rồi bất uh, bất động sản rồi cổ phiếu còn ông nào không thì ông đầu tư để cho cái chuyện học hành phát triển bản thân đúng không ạ kiểu gì cũng phải vay hết cứ khi đi vay thì có nghĩa rằng lúc đang vay là mình đang ở trong một cái bẫy nợ về mặt nguyên tắc hãy nói như vậy cho nó dễ hiểu khi nào chưa trả được nợ thì đó còn là một bẫy nợ, đúng ạ? Hãy vay tiền, cố gắng để mà kiếm được mua được cái gì đó quan trọng cho có giá trị trong tương lai, rồi làm chồng mông lên để trả được cái nợ đó và cái nợ đó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều, nó không bao giờ trở thành bẫy nợ, đúng không ạ? Còn lại thì nó bẫy nợ hay không là do mình, nếu mình không trả được thì sau này mình sẽ nhớ về nó như là một cái bẫy nợ. Còn nó cho mình một cái ngôi nhà, đúng không ạ? Một cái nền tảng để vào đời thì lúc bấy giờ nó là một cái món ân tình. Như vậy cái câu chuyện của chúng ta kết thúc ở việc là gì? Là những khoản vay chúng ta biến thành giá trị cho mình. Thì những khoản vay đó nó là những khoản vay rất tốt, đúng không ạ? Tức là do mình rất nhiều. Đấy, chúng ta phải để ý như thế nhé. Là do mình và vì lợi ích của mình rất nhiều. Và mình có trách nhiệm để biến nó thành khoản vay không phải là nợ xấu. Đúng không ạ? Hoàn toàn trách nhiệm đấy của mình không có cái gì mà trách nhiệm của người khác được. Còn khi thất bại, mình nói rằng là ồ nước nó cũng có lợi ích trong cái việc cho mình vay, tất nhiên rồi. Khi đừng khi thất bại mới nhìn ra như thế, hãy nhìn thấy ngay từ đầu. Nó cho mình vay là tốt lắm rồi và bản thân nó cũng là một cái nước, một cái tổ chức, một cái ngân hàng, một cái người bạn vân vân, đều là những người mà muốn có những cái lợi ích, đúng không ạ? Từ cái việc cho mình vay quan trọng là lợi ích đấy của nó, nó có làm ảnh hưởng tới lợi ích của mình hay không. Còn lại chúng ta sẽ thấy rằng nó không cho mình vay thì nó cho thằng khác vay. Đúng không, quý vị, bởi vì thế giới có 200 thằng cơ mà. Phương Tây thì họ có rất nhiều cái chiến dịch truyền thông ở Việt Nam để mà chống Trung Quốc. Điều đó chúng ta ai cũng biết đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy tiền của phương Tây À, cho chúng ta vay cũng không ai nói đấy là bẫy nợ, mặc dù là cái lãi suất có thể cao hơn, nhưng mà tiền của Trung Quốc cho chúng ta vay thì rất nhiều người nói là bẫy nợ. Không biết là Trung Quốc đã đánh Việt Nam và đã gây tổn thất như thế nào cho Việt Nam. À, nhưng mà ai cũng nhớ là trong cuộc chiến tranh của Việt Nam bị nước Mỹ xâm lược đã thiệt hại tới gần hơn 3 triệu người, đúng không ạ? Và một đất nước tan hoang sau cuộc chiến đó. Thế nhưng mà ai cũng nghĩ về một cái uh, Trung Quốc nó thâm hiểm Nhưng mà cái điều đấy cũng đương nhiên thôi Có ai phản đối đâu Nhưng mà không ai nói là nước Mỹ nó thâm hiểm cả Đúng không ạ? Thì chúng ta phải hỏi một cái câu hỏi như thế Tại sao tiền của Mỹ vay không phải nợ xấu? Tại sao lại Mỹ lại không âm hiểm? Đúng không ạ? Mình thử hỏi là một câu hiểu hỏi như vậy Mặc dù những cái điều gì mà Mỹ làm với Việt Nam Thì nó ghê gớm hơn Nó để lại thảm cảnh nhiều hơn so với lại Trung Quốc làm với Việt Nam Nhưng mà tại sao? Như vậy là nếu chúng ta không trả lời được tại sao Thì có nghĩa rằng chúng ta đang bị thành kiến Khi tiếp cận tới cái vấn đề này Đúng không ạ? Vâng, như vậy là một câu hỏi liên quan tới chủ đề có thể nói là khá là nóng bỏng ở Việt Nam, liên quan tới mối quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, cũng như các nước khác thôi, đúng không ạ? Chúng ta quy chiếu ra uh, những hoàn cảnh tương tự của các nước khác, chứ không chỉ là Việt Nam. Đó là một cái quy luật chung đang diễn ra bây giờ. Một trong những thông tin ban lề, bên lề, ấy, thì uh, quý vị cứ để ý, nếu quý vị uh, trong người nhà có ai làm ngành uh, xây dựng nhá xây dựng cơ bản, ấy, thì những năm trước đây, chúng ta vay rất nhiều và xây dựng rất là bừa bãi đúng ạ cho đến khi cái thời mà gần chục năm trở gần lại đây thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta mới tiến hành một cái chiến dịch chống tham nhũng rồi chống những cái lãng phí vân vân đúng ạ thì bây giờ quý vị cứ thử nhìn xem những người thân người quen của mình làm xây dựng ấy, nhiều ông phá sản bởi vì có một cái thời kỳ mà nó có những cái dự án bất động sản uh, xây dựng cơ bản nó dễ như ăn kẹo ấy và có nhiều cái nó không cần thiết và lãng phí và tất nhiên đấy đều là bẫy nợ hết đúng không ạ còn bây giờ thì chúng ta chọn để mà xây dựng những dự án nó quan trọng hơn ưu tiên nhất đúng ạ và nếu như vậy thì sẽ không có chuyện bẫy nợ và cái thời đấy cái thời cách đây chục năm thì chúng ta cũng biết là cái thời nào rồi đúng không ạ Chúng ta đến với một chủ đề liên quan tới chuyến đi của Putin tới các tiểu vương quốc Ả à Rập thống nhất. Vâng, câu hỏi cũng chung chung là đánh giá như thế nào về chuyến đi của Putin tới UAE. Chúng ta chỉ biết là vâng, chúng ta biết là là khi U Putin đến UAE thì máy bay của các tiểu vương quốc Ả à Rập thống nhất đã bay trên bầu trời đúng không ạ, hình thành lên một cái lá cờ của Nga đấy. Đây giả sử đây là màu trắng quý vị nhé. ba màu trên bầu trời đúng không ạ, lượn lờ khắp nơi. Có nghĩa là một cái màn trình diễn đón tiếp vô tiền khoáng hậu đúng không ạ, chưa bao giờ từng có khi mà một cái nước chủ nhà à, vốn là cũng không có mặn mà gì về quân sự lắm mà lại lôi ra phi đội của mình để trình diễn một cái lá cờ của nước nga để chào đón như vậy, tức là không có cái gì để bàn về cái vấn đề chào đón, nữa. nhưng mà nó có một cái ý nó như là một cái show diễn, ấy. đúng không ạ? Nó nó thực, nó nó siêu thực và cái điều này nó rất quan trọng bởi vì tại sao ngày hôm nay ông Joe Biden còn nói rằng là Putin đã bị cô lập khỏi thế giới. Nhưng mà hình ảnh của Putin đến tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út nó là một cái bức tranh nó tương phản ngược lại với những gì mà ông Biden và những nhà lãnh đạo phương Tây luôn luôn nói về Putin và nước Nga. Đúng không ạ? Những cái sự xa hoa, những cái lập lòe, sập xòe rồi là những cái gì đó mà trông nó rất là gọi là uh, sâu bít đúng không ạ? Cho thấy rằng còn lâu uh, Putin và nước Nga với bị cô lập mà ngược lại, khi đến, Putin đã nhận 20 phát Đại Bác và không lực của UAE bay hình cờ Nga cho thấy mọi thứ nó ngược lại với những gì mà phương Tây nói. Chuyến đi thăm của ông ấy có ý nghĩa như nào? Đến bây giờ chúng ta, ngoài những thứ chúng ta nhìn thấy liên quan tới chuyện làm ăn kinh tế, vân vân nhìn thấy rồi, rầm rộ rồi, phái đoàn cũng ghê gớm rồi, thì chúng ta đều bàn rồi, đúng không ạ? nhưng liên quan tới vấn đề tình hình trung đông thì chúng ta thấy rất rõ đấy là một cái tín hiệu mà putin gửi tới phương tây đặc biệt là israel đó là putin và những đồng minh của mình chắc chắn là muốn leo thang hơn trong cái cuộc xung đột đúng không ạ bây giờ thì chúng ta không biết là leo thang hơn như thế nào nhưng mà sau chuyến đi của putin thì chúng ta thấy rất nhiều việc xảy ra trong đó có những cái cư xử của iran những ngày gần đây của hezbollah của Yemen Houthi. Đúng không, quý vị. Và bây giờ rõ ràng là phương Tây đang nhận những cái trái đắng từ những cái việc làm đó thì không biết có liên quan gì tới Putin hay không. Khi Putin gặp hai nhà lãnh đạo Ả Rập xong thì ông ấy gặp tổng thống Iran ở Moscow và sau đó thì uh, chúng ta thấy rằng là có cái sự kiện ở Yemen và những vấn đề liên quan tới Iran nhưng mà chưa có vấn đề liên quan đến Hezbollah. Cho nên chúng ta chưa thấy là cái vai trò của Putin trong cái việc leo thang căng thẳng ở cái khu vực giải Gaza, đúng không ạ? À, bởi vì nếu có thì bây giờ Iran đã có một cái gọi là động thái liên quan tới những cái hoạt động của Hezbollah leo thang hơn nữa rồi. Nhưng mà từ bấy đến giờ thì chúng ta thấy là nó không có, mà chỉ có cái việc leo thang ở biển Hồng Hải mà thôi. Đấy là chúng ta bàn một tí liên quan đến cái việc bên lề, những quý vị nhé. Còn những cái việc liên quan đến hợp tác, năng lượng, giá dầu, kinh tế, quân sự v.v. là cả phái đoàn của nga sang. Chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta không bàn về cái việc đó và chúng ta cũng bàn rồi. Thế nhưng nó liên quan đến tình hình này thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái vấn đề liên quan tới Yemen, uh, liên quan tới Hezbollah. Nhưng mà uh, đến bây giờ Hezbollah cũng chưa làm cái gì trong khi cuộc chiến đang leo thang tới cái giai đoạn cao trào uh, ở khu vực Gaza. Còn ở khu vực Yemen thì nó lại leo thang đúng không ạ? Đấy và nó lại liên quan rất nhiều đến Iran, mà Iran thì liên quan rất nhiều đến Nga, mà Nga và Iran lại vừa ký hợp tác chiến lược toàn diện, tức là ở mức quan hệ cao nhất. Thế thì cái câu chuyện của Putin nó có thể nói rằng họ ông ấy tham vấn với lại hai nước Ả Rập về những cái tình hình hai vấn đề như tôi vừa nói. À, nếu có nhưng mà thôi ông ấy đến làm gì thì chúng ta thấy rằng riêng những cái việc liên quan tới hợp tác thì nó đã là nhiều rồi đúng không ạ còn cái điều mà như tôi nói rằng nó mang cái ý nghĩa biểu tượng rất cao khi Putin đến Trung Đông thì có thể nói rằng ông ấy như là một cái bị sa hoàng đúng không ạ đến những vùng đất của mình đây là tôi nói đang như nhé, hình ảnh đấy nhá bởi vì ông được đón tiếp nó quá trọng thị đúng không ạ nó quá mức gọi là tức là nó hết lấc ấy đúng không ạ quý vị đấy cái kiểu như vậy thế còn nó ngược lại là gì cái ý nghĩa biểu tượng của nó là nó ngược lại với lại cái chuyến đi của ông Zelensky tới Washington đúng không ạ đấy chúng ta cứ để ý xem nó ngược lại với cái việc đó và ông Zelensky đã thất bại ở Washington và hai cái sự kiện này nó kết hợp lại nó cho chúng ta thấy một cái sâu diễn nó cho thấy là người Nga đang ở một cái thế có cái chiến thắng tuyệt đối và quyết định với ukraine đúng không, quý vị đấy là liên quan đến cái việc đấy sau đó về thì ông putin họp uh, trả lời trực tuyến uh, rồi cái 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 bài trả lời trực tuyến của ông ấy thì nhận được rất nhiều những cái sự tán dương của thế giới kể từ kẻ thù của mình còn ông zelensky ông ấy cũng làm theo cái cách đó nhưng mà chỉ được khoảng một cái khoản đầu thôi về sau là ông ấy cũng giống như kiểu bọn chúng tôi ấy, đúng ạ đoạn sau là hụt hơi và trong cái thần thái nó không được tốt lắm còn Putin chém gió hơn 4 tiếng xong như kiểu là vẫn muốn chém tiếp. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái um, những cái có cảm nhận gì không thì tôi nghĩ là cảm nhận là như vậy. Đó là một cái chiến thắng của Putin và nước Nga về cái mặt hình ảnh rất nhiều. Còn lại thì các vấn đề mà chúng ta thấy nó có nhiều cái ngầm ấy thì chắc chắn có, nhưng mà với cách làm người Nga họ không dễ để chúng ta có thể đoán đúng không ạ? Còn nếu có thì bây giờ nó đang xảy ra rồi. Đấy à, chúng ta đấy, ta thấy những cái như vừa rồi có khả năng nó là những cái thứ liên quan tới việc nào đó, đúng không ạ? Liên quan đến nước Nga thì sao? Và thậm chí lại có cả việc xảy ra ở Ginbata nữa thì không biết chừng. Nhìn chung là khi Putin đi như vậy thì ông ấy thường là một cái người mà ông ấy để ý tới đi một cái nước cờ và trong nước cờ của ông ấy thì nó gồm rất nhiều những cái yếu tố, đúng không ạ? Nó kết hợp nó cộng hưởng với nhau để mà nó làm cho đối thủ của ông ấy và nước nga sẽ bị tấn công từ nhiều hướng nhiều uh, gọi là nhiều cái đòn để cho dễ bị uh, đánh gục nhiều hơn cho nên là chúng ta khó để có thể nhìn thấy hết nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta thấy là chỉ riêng cái việc chiến thắng về mặt biểu tượng thôi thì tôi nghĩ rằng nó đã rất xứng đáng rồi đúng không ạ chỉ mỗi một cái việc là thực tế là putin đã đến trung đông không trông không có vẻ gì là bị cách ly khỏi thế giới, bị cô lập khỏi thế giới. Mà thực tế như là ông ấy về nhà, đúng không ạ? Ông ấy như kiểu là vinh quy bái tổ ấy, quý vị. Đấy, cái kiểu lên, đi lên Kinh Thành, thi đỗ trạng nguyên, rồi đánh đông dẹp bắc, xong người về vinh quy bái tổ ấy. Người ta đón tiếp ông ấy, y hệt kiểu vậy. Và chúng ta đến với một câu này, rất hay, rất thời sự. Tại sao phương Tây không thể sử dụng cái nguồn vốn, uh, nguồn tiền của Nga bị đóng băng? để mà tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tại sao? Thực ra là có thể, đúng không ạ? Cũng như là bản thân chúng ta thì rất có những người rất dễ để có thể làm những cái điều mà phá vỡ đi cái lời hứa của mình, để ảnh hưởng những uy tín của mình. Đúng không quý vị? Còn có người thì bạn có cho tiền người ta cũng không làm như vậy. Đúng không ạ? Nó giống như trong cuộc sống của chúng ta thôi. Cho nên là có thể làm không? Về mặt năng lực thì ai cũng có thể nói dối, ai cũng có thể phá bỏ lời hứa, tức là thất hứa, đúng không ạ? Về mặt năng lực là hoàn toàn, nhưng mà cái câu chuyện rằng là, là những cái ý tứ của nó đằng sau nó mới là cái vấn đề quan trọng. Có nghĩa rằng chúng ta thấy một điểm là các khoản uh, tiền của nước Nga ở các ngân hàng uh, của nước Nga, của nhà nước Nga, ở ờ, các ngân hàng ở Mỹ đúng không ạ ngân hàng trung ương Mỹ ở châu Âu vân vân đa số là những cái khoản mà nước Nga đã đầu tư vào các cái khoản vay nợ của các nước này các cái khoản bán nợ của các nước này hay là nói cách khác Nga mua nợ đúng không ạ như kiểu là một dạng công phiếu trái phiếu vân vân mình cứ hiểu nôm na như vậy nhưng mà của nước ngoài thế thì những khoản như thế này thì cứ đến hạn là nước nga sẽ nhận được trình cái tờ đấy ra phát là nước nga sẽ nhận lại được cái khoản tiền cộng với lại khoản lãi đúng không ạ và tất nhiên nó phải đến hạn nó phải đáo hạn thì người ta mới nhận lại được và những cái khoản vay kiểu mua như thế này thì nó được luật pháp quốc tế bảo vệ là những cái khoản tiền của các nhà nước những tài sản của nhà nước là những cái khoản tài sản bất khả xâm phạm kể cả ngày xưa thì đức quốc xã họ đánh chiếm cả châu âu nhưng mà họ vẫn chừa ra cái nước thụy sĩ đúng không ạ nơi đó là những nơi có ngân hàng có tài sản tài xế rất nhiều có nghĩa rằng họ vẫn không động vào các cái vấn đề liên quan tới gọi là tịch thu tài sản một cách gọi là phi pháp và như tôi nói thì nó được luật pháp và cái điều quan trọng nữa là nó là một cái ảnh hưởng nó là một cái uy tín của các nước đúng không ạ chúng ta thấy rằng nước mỹ họ là một cái đất nước mà họ phát triển được đến ngày hôm nay là nhờ họ có uy tín rất cao trong quá khứ bởi vì họ uy tín về cái nền kinh tế của họ đúng không ạ đồng đô la của họ cho nên họ đã phát hành được các khoản nợ để mà nợ của họ bán chạy như tôm tươi trong suốt những thời gian trước đây với một cái lãi suất khá thấp thế nhưng mà bây giờ thì lãi suất của họ phải tăng lên rất cao và bán cũng rất chật vật có thể xem lại những cái phiên đấu giá à, bán nợ của Mỹ trong thời gian gần đây. Thế thì cái câu chuyện rằng là người ta phải duy trì được cái uy tín của mình, đúng không ạ? Nhất là với một cái đồng tiền đô la mà nó không căn cứ vào cái gì, nó chỉ căn cứ vào mỗi cái uy tín, cái niềm tin. Thì tất nhiên điều này một cái điều mà nó cực kỳ nó quan trọng. Bây giờ luật pháp bảo vệ và bạn đã đưa ra những lời hứa là những khoản tiền bạn mua của chúng tôi là sẽ được trả, đúng không ạ? cả gốc lẫn lãi khi mà đến đáo hạn thế nhưng bây giờ nếu như mà người Mỹ lấy cớ rằng là người Nga tiến hành một cuộc chiến tranh thì bây giờ họ đóng băng tài sản thì cũng không có luật pháp nào để nói rằng là các quốc gia tiến hành chiến tranh mà lại bị đóng băng tài sản cả đúng không ạ? và như vậy người Mỹ sẽ bất chấp luật pháp để mà gọi là lấy những cái tiền đóng băng tài sản của Nga để mà trả cho Ukraine, có nghĩa rằng là làm bất chấp cái uy tín về hình ảnh của mình Tôi thì tôi không biết về cái vấn đề luật nó được ghi ở tổ chức thương mại quốc tế nó như thế nào, nhưng mà về mặt uy tín, đúng không ạ, thì rõ ràng là ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của người Mỹ và phương Tây. Với vai trò của người Mỹ thì họ giống như là một cái cái kẻ mà lũng đoạn trên thị trường, một cái kẻ mà độc quyền, đúng không ạ? Độc quyền thì thích làm gì thì làm, nhưng câu chuyện là độc quyền mà cũng uh, lạm dụng cái độc quyền của mình thì chắc chắn rằng uy tín nó sẽ đi xuống và dần dần cái độc quyền đấy nó sẽ mất. À, công ty nào cũng thế thôi, tổ chức công ty quốc gia đều vậy. Nhiều các công ty tập đoàn thế giới bây giờ họ có những cái bộ luật cạnh tranh của chính mình ấy, là không để cho công ty chính mình nó chi phối, kiểm soát cái thị trường quá lớn. Nếu mà kiểm soát thị phần quá lớn, dẫn tới độc quyền, độc quyền dần dần nó dẫn tới mất niềm tin của khách hàng và chất lượng sản phẩm không được cải thiện vân vân, có nghĩa là nó không nó chỉ kiếm ăn được tại chỗ thôi, còn trên đường dài nó sẽ bị suy giảm kiểu như vậy. Còn nếu như trong trường hợp không phải độc quyền đúng không ạ? Hình ảnh như là EU đi thì người ta sẽ không tin EU nữa và người ta sẽ không gửi tiền vào EU nữa. Đúng quý vị. Người ta không đầu tư, người ta không mua nợ, người ta không gửi tiền, nôm na nó là như vậy. Và nếu như mà bây giờ chúng ta đều biết rồi là nền kinh tế của thế giới thì ngày nay nó gần như nó phụ thuộc cả vấn đề kinh tế vấn đề hệ thống tài chính ngân hàng và những nguồn tiền ở trong túi của chúng ta nó đều dựa vào cái niềm tin nó đều dựa vào cái sự tin tưởng đúng không ạ và tất nhiên là lấy tiền của nga hay lấy tiền của ai thôi nó cũng trực tiếp ảnh hưởng tới cái việc là niềm tin và tin tưởng của những người khác đối với bản thân mình bây giờ chúng ta người ta cho chúng ta vay tiền đúng không ạ rồi sau đó chúng ta nói rằng là bây giờ tao mới phát hiện ra từ trước nay mày vay tiền tao nhưng mà bây giờ tao mới phát hiện ra mày là một người, một kẻ xấu. Đúng không ạ? Như kiểu là bây giờ gần đây tao thấy mày bị hôi nách cho nên tao tịch thu tiền. Đấy, mày làm gì được tao? Và như vậy là không biết sau này nó có đi chữa hôi nách hay không nhưng chắc chắn nó không gửi tiền cho mình nữa. Đúng không, quý vị? Và những thằng khác ngồi cạnh đấy thì nó cũng quay xuống nó ngửi nách nó nhưng mà cơ bản sau này nó cũng không, nó sẽ im để nó rút những khoản tiền hiện tay uh, hiện tại ra và sau này nó không gửi vào đấy nữa. Đấy là trường hợp sẽ diễn ra với những nước mà không có độc quyền như là châu Âu. Uh, tất nhiên nói tương đối thôi nha quý vị nha. Thế còn Mỹ cũng thế cũng không phải hoàn toàn độc quyền, nhưng mà ít nhất họ có một cái sự độc tôn đúng không ạ? Như vậy thì cho dù lý do là gì, cho dù lý do là bất kỳ một cái lý do gì, đúng không ạ? Thì tất cả những cái việc tịch thu tiền, để lấy tiền chuyển đi cho người khác là những cái hành động sai trái và ảnh hưởng tới xói mòn tới cái niềm tin và uy tín. Đấy là chúng ta chưa kể rằng là Nga được ủng hộ bởi rất nhiều cái thế giới của bán cầu phương Nam. Đúng không, quý vị? Mà một lực lượng dân số 80% thế giới như vậy thì nó rất lớn, nó không đơn giản. Chúng ta có thể thấy nhìn những hình ảnh của những cái nước mà không phải như Mỹ. Như Mỹ thì đóng băng tài sản của Iran thì Mỹ đang là bá chủ mà. Thế nhưng mà có những nước như là nước Anh, đúng không ạ? Ngày xưa họ cũng uh, gọi là đóng băng vàng của Venezuela đấy. Quý vị nhớ không ạ? Tôi không nhớ, khoảng 2 tỷ đô la hay bao nhiêu đấy, đúng không ạ? Khá nhiều đấy. Đóng băng vàng của người ta, chả vì lý do gì cả, đúng không ạ? Cũng bảo là người ta bị hôi nách thôi, hoặc là thối chân, cái kiểu như vậy. Thì không trả lại. Và bây giờ người Anh lại còn định sơ múi cả tiền của người Nga nữa. Thế thì chúng ta nhìn thấy nước Anh bây giờ nó còn uy tín không quý vị? những người lãnh đạo đấy còn ra gì không còn thể diện không không còn cái gì xã hội chính trị như nào đúng không ạ kinh tế như nào tất cả bởi vì nói thật ra nếu nói đúng ra trong cuộc sống của chúng ta uy tín người việt nam mình dạo những năm gần đây hay nói từ uy tín đúng không quý vị đấy hay có câu cửa miệng là gọi là riêng anh là hơi bị uy tín đấy kiểu vậy đúng không ạ uy tín thế thì câu chuyện mà người ta lặp đi lặp lại như vậy có nghĩa rằng cái điều ấy nó rất là quan trọng và những nước như nước Anh không quan tâm đến uy tín và bây giờ họ đang phải trả giá rất nhiều đúng không ạ và một câu hỏi này bên lề trả lời nhanh cho nó dạng kiểu mang tính chất tham khảo hài hước tí thôi đó là quý vị hỏi là nếu như mà là Phan Sơn thì là là ông Zelensky thì bây giờ phải làm gì để mà nó nó nó, nó vẹn cả đôi đường kiểu như vậy cũng thực mấy quý vị rằng là tất nhiên ở đây là một cái câu hỏi rất hay bởi vì nhiều người người ta khi người ta đi hỏi à, ứng viên phỏng vấn ấy người ta thường bảo là nếu ông là tổng thống thì ông sẽ làm gì câu hỏi đấy nó rất kinh điển đúng không ạ không phải là ông ấy sẽ trở thành tổng thống mà nó cho thấy cái nhân sinh quan về một cái vấn đề đó đúng không ạ cái cách tiếp cận vấn đề đó thì nếu quý vị đã hỏi như vậy thì chúng ta sẽ thử bàn thôi nó không phải liên quan đến tôi đâu mà đây nó chính là một cái nhân sinh quan về cái vấn đề này đúng không ạ ờ, giả sử như là bây giờ là tôi là một cái cuộc chiến của Việt Nam đánh nhau với Mỹ đi đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc chiến đó chúng ta có tất cả những cái thử, sự chính nghĩa đứng về phía chúng ta gần như là tuyệt đối đúng không ạ gần như tuyệt đối trong cái chính nghĩa đó và như vậy thì đó là một cuộc chiến mà có thể nói là rất xứng đáng để chúng ta hy sinh tất cả những thứ của cá nhân mình để mà tiếp tục cuộc chiến đấy, đúng không ạ? Và theo đuổi cuộc chiến đấy tới cùng. Bất chấp những cái sự gian khổ, đúng quý vị. Đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là ít nhất thì nó phải là như vậy. Đấy. Có nghĩa rằng nó khó và nhưng mà chúng ta sẵn sàng làm bởi vì nó là những điều đúng đắn. Đúng ạ? Nó là điều đúng đắn để chúng ta làm và không có một cái gì để nó phải suy nghĩ liên quan tới những ngoài những cái điều chính nghĩa như vậy. Tức là chỉ có làm sao để đánh thắng thôi. Đúng một cái từ như vậy. Chứ không cần phải nghĩ nhiều. Thế còn ở Ukraine bây giờ thì chúng ta thấy một điểm rằng cơ bản thì đúng họ là một cái đất nước bị tấn công. Đúng không ạ? Bị tấn công nhưng mà nó lại có rất nhiều những cái vấn đề. À, những cái vấn đề mà như tôi nói với quý vị nó không hoàn toàn liên quan đến việc là lý do của cuộc chiến nhưng mà trong lòng xã hội của họ thì nó có rất nhiều những vấn đề liên quan tới các căn bệnh của xã hội, những vấn đề liên quan tới tư tưởng dân tộc cực đoan, đúng ạ, những vấn đề liên quan tới tư tưởng phát xít, những vấn đề liên quan tới tham nhũng, những vấn đề liên quan tới thù hận sắc tộc, bài trừ, đúng ạ, một cách một cái quy mô cực kỳ lớn, đến cả vấn đề tôn giáo, ngôn ngữ, vân vân rồi ukraine có thực sự phải là một cái nước trọn vẹn theo ý nghĩa đầy đủ không hay là thực sự là họ bị giật rơi bởi thế lực ngoại bang đúng không ạ có nghĩa là nó có rất nhiều thứ mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ hỏi ra một câu hỏi cho mình là nếu mình là người làm chủ đất nước này mình có xứng đáng nó có xứng đáng để hy sinh mình bỏ cả cuộc đời ra để mình đấu tranh cho nó hay không giả sử như chúng ta muốn đấu tranh muốn chiến đấu chống lại người Nga đến cùng. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn thấy nó một loạt những câu hỏi nó rất to. Nó không phải là câu hỏi nữa. Nó là vấn đề thực sự. Đúng không, quý vị? Cho nên là nó như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta không đứng lên vì một cái lẽ phải tuyệt đối nữa. Nó đã làm cho chúng ta mất đi cái ý chí rồi. Đúng không ạ? Đấy là một trong những yếu tố mà chúng ta nhìn thấy ngay. Bởi vì chỉ có lẽ phải và chính nghĩa chúng ta mới có cái niềm tin thôi. Những cái việc nó khó, và nó gian khổ nó cần rất nhiều niềm tin đúng không, quý vị còn không thì nó chỉ được bữa trước bữa sau khi mà hứa hẹn khi mà chúc tụng khi mà vân vân nhưng mà cuối cùng thì khi mà khó khăn nó đến thì tiệc nó tàn đấy đúng không ạ thì không có niềm tin và không có chính nghĩa nó rất khó để, để duy trì như vậy đấy là chúng ta có một câu hỏi ra để chúng ta đặt ra để chúng ta vào cái việc của nó đúng không ạ thì nếu như là tôi cá nhân tôi thì nếu không giải quyết được những vấn đề như này thì chắc chắn là tôi sẽ từ bỏ đúng không ạ về mặt bản năng là tôi sẽ từ bỏ tất nhiên là nó không bị uh, mình không bị sức ép gì nhá. mình đang nói ở đây mình không bị sức ép nào đấy là tôi sẽ từ bỏ tôi sẽ nói rằng là thôi các ông kiếm người nào thay đi còn tôi sẽ ra một cái hòn đảo ở thái bình dương đúng không ạ tôi câu cá câu được cái nào ăn được thì ăn mà không có thì tôi nhịn đói tôi ăn với rau dưa như vậy thì sướng hơn rất nhiều bởi vì tôi phải chiến đấu vì một cái gì đó nó đáng, nó xứng đáng. Đúng không ạ? Còn những thứ này nó không xứng đáng. Đấy là nói về tôi nhé. Bởi vì tôi không thích làm tổng thống. Bản thân tôi đã không thích làm tổng thống. Đúng không ạ? Và cơ bản một điều rằng thứ hai là bảo là nếu có có bắt phải làm thì có làm được không? Cũng không. Đúng không ạ? Bởi vì những vấn đề như này thì nó khiến cho cái việc là cái cơ hội để mà có thể chiến thắng nó rất là khó như vậy đầu tiên đấy đầu tiên là kể cả đất nước ukraine nếu mà không có gì thì tôi đã không muốn làm rồi bởi vì cơ bản tôi thấy tôi thích là một cái người ăn cơm khoai chém gió hơn đúng không ạ không chịu những sức ép không đáng có bởi vì là tôi không ham hố không ham hố trở thành tổng thống cơ bản là như vậy còn thứ hai nữa là có xứng đáng để làm không thì tôi thấy tôi không thấy nó xứng đáng để làm đúng không ạ còn thứ ba bảo là bây giờ có làm được không thì đối với tôi tôi nghĩ rằng cũng không thể làm được Đấy là cái quan điểm đã nhá. Thế còn bây giờ cái thứ 4 là cái câu trả lời mà trả lời quý vị có nghĩa rằng là làm thế nào để mà tốt nhất đối với lại Ukraine trong thời điểm hiện tại. Về mặt quân sự thì thực tế là mình nói ra thì cũng chỉ là chém gió thôi, đúng quý vị. Còn nếu mà cái mà điều tốt đẹp nhất tôi có thể nói là gì là tức là tối ưu nhất ấy, là cũng chỉ cùng lắm là trì hoãn mà thôi. Đúng không à? ạ? trì hoãn cái sự thất bại cuối cùng mà thôi, cơ bản nó là như vậy. Bởi vì như tôi nói rồi là cái mục tiêu của người Nga thì cuối cùng đó là cái vấn đề sống còn của họ. Đúng ạ? Cho nên là với cái nguồn lực của họ và với cái mục tiêu mà họ làm bằng được như vậy, chứ khi nào mà nó có thể đảo ngược được cái mục tiêu của Nga, có nghĩa rằng nó sẽ xảy ra một cái vấn đề là liên quan tới Putin chẳng hạn. Đúng ạ? Mà người ta dựng lên một cái người khác có tư tưởng chủ hòa Đấy, ví dụ như là cái ông uh, Mitsushin, thủ tướng chẳng hạn, thì có khả năng ông sẽ tiến hành đàm phán với phương Tây. Thì như vậy thì có xảy ra không? Đúng ạ. Làm sao biết nó xảy ra được mà chờ đón cái việc như vậy? Nó rất là khó. Cho nên là chúng ta sẽ loại trừ những kiểu chờ một những cái việc nó vật đổi sao rời. Còn quân sự nếu nói thì tất nhiên, đúng ạ, là cũng mình nhìn thấy điểm này điểm kia có thể cải thiện được nhưng về cơ bản thì nó cũng không cưỡng lại được một cái gọi là cái kết cuối cùng bởi vì nó nó kèm những cái vấn đề này đúng không ạ nó có những vấn đề này chứ nếu nó không có những vấn đề như thế này thì nó còn có cái cơ hội để mà phòng thủ được đấy nhưng mà nó có những vấn đề như này thì chắc chắn là không và đây thì tôi cũng chỉ liệt kê ra mấy cái đầu mình nghĩ nghĩ thế thôi Còn nó còn vô khối khác cái thứ khác nữa Đúng ạ Còn bây giờ nếu vậy không đánh nhận nhau được Thì bây giờ làm gì thì tất nhiên là muốn làm những thứ khác cũng khó lắm ừ, Có nghĩa rằng là không phải khó Bởi vì là không làm được Mà cơ bản là không ai cho làm Đúng không ạ? Giả sử như là tôi muốn có ý định để làm những cái việc như này mà tôi định nói ra thì chắc chắn là nhiều người người ta sẽ cho tôi bay màu khỏi cái chức vụ đấy ngay. Đúng không ạ? Nếu không muốn nói là bay màu luôn về đoàn đoàn tụ với ông bà luôn. Đúng không quý vị? Bởi vì có những thế lực bây giờ họ sống nhờ về cuộc chiến nó tiếp diễn mà mặc dù họ biết là họ không thay đổi được gì đúng không ạ nhưng mà giả sử như là được phép làm thì chúng ta sẽ thấy một điểm rằng bây giờ ở ukraine rất nhiều người người ta đã nhận ra đúng không ạ đó là bản thân ukraine đã bị lợi dụng đã bị lợi dụng bởi phương tây để mà gây chiến mới nga vì mục tiêu lợi ích của phương tây lợi ích gì chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều có năm bảy lợi ích đúng không ạ thế thì cái câu chuyện rằng nếu như mà tiếp tục như này thì ukraine sẽ tiếp tục bị lợi dụng đúng ạ đấy là một cái điều đương nhiên chúng ta tiếp tục uh, ukraine tiếp tục bị lợi dụng và tất nhiên họ tiếp tục đổ máu và tiếp tục mất mát cái điều đấy nó không tránh khỏi chỉ có như thế nào mà thôi uh, bởi vì nó có những thứ người ta vẫn tiếp tục là bởi vì là người ta không thể dừng lại được đúng ạ như tôi nói bây giờ đơn giản như là ông zelensky bảo là ngày mai tôi sẽ gọi cho putin để ký hiệp định hòa bình thì bạn biết là đêm nay có chuyện gì xảy ra với ông rồi Đúng ạ Đấy là lý do mà chúng ta thấy cuộc chiến nó vẫn tiếp diễn Mặc dù người ta biết là không thể Thế thì cái câu chuyện một điều rằng ai cũng hiểu Phần lớn người ta đều hiểu Là bản thân họ đang chiến đấu vì cái điều gì Đúng không ạ Nhưng vì luận điệu Cho nên họ bắt buộc phải có những cái luận điệu luận điều kia Còn lại người Mỹ hay phương Tây người ta đều hiểu điều đó Thế thì không đời nào không đời nào nếu được phép làm thì không đời nào để mà người Ukraine lại tiếp tục trở thành cái nạn nhân của phương Tây. Đúng quý vị. Cho nên là tôi thấy một điểm rằng nếu như mà là tôi thì tôi sẽ chọn một cái cách làm nào đó mà nó thiết thực, nó tích cực, nó thực dụng. Bây giờ Ukraine đang mất đi những cái vùng năm tỉnh như thế này. Đúng không ạ? Và một trong lý do mà họ mất ấy, mình phải nghiên cứu cái lý do. Lý do họ mất là chúng ta cứ để ý mà xem tại sao đến năm 2014 thì Nga mới bất ngờ sát nhập Crimea mà trước đó họ không làm. Đặc biệt là kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ thì đáng nhẽ ra người Nga có rất nhiều lý do để làm thời điểm đó. Làm thời điểm đó thì nó không có nhiều hậu quả. Đúng không ạ? Bởi vì cơ bản nó là sắp đặt lại những vùng lãnh thổ sau khi Liên Xô sụp đổ. Vốn nó thay đổi từ thời Liên Xô mà thôi. Thế nhưng người ta không làm. Hỏi bà tại sao người ta không làm? Bởi vì là chúng tôi vẫn tin rằng là những người Ukraine vẫn là những người anh em và rất đáng tin cậy. Cho nên chúng tôi đã để Crimea ở trong cái sự kiểm soát của họ. Còn đến năm 2014 thì chúng tôi biết một điều rằng là Ukraine đã không còn là những người anh em của chúng tôi nữa. Hoặc là người anh em của chúng tôi đã bị bệnh nặng lắm rồi. Đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi sẽ phải gọi là cắt những cái vần hương hỏa của ông bà này nọ để không làm ô uế vân vân Đúng không, quý vị. Cho nên là người Nga đã ra tay. Và đến năm suốt 10 năm vừa qua thì cái câu chuyện như thế nào chúng ta đã biết. Thế thì cái câu chuyện là gì? Là Ukraine đang mất, đang mất những thứ là bởi vì là họ đã quay lưng với người Nga để làm cho người Nga mất lòng tin và gọi là niềm tin vào họ. Đúng không ạ? Cho nên cái câu chuyện mà Ukraine muốn giảm thiểu những tổn thất thì họ phải làm sao đấy họ tạo được cho người Nga cái niềm tin về những cái việc không bao giờ sử dụng cái vùng lãnh thổ của họ để cho phương Tây, để chống Nga. Nếu mà nói để làm gì để mà Nga có thể trả lại những vùng này cho Ukraine bây giờ thì nó rất khó. Bởi vì nó đã nằm trong cái hiến pháp của họ rồi. Đúng không ạ? Nó rất là khó. Cho nên chúng ta bỏ qua cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều mà tốt nhất để Ukraine có thể giữ được những thứ như này. Rồi biết đâu đó vật đổi giao rời họ có thể lấy lại được bằng một cái sự hiện tượng, sự kiện nào đó. Đúng không ạ? Nếu không Crimea thì là những cái vùng của năm 2022. Thì nó rất đáng giá, đúng quý vị. Crimea thì nó quan trọng về cái vị trí địa chiến chiến lược, địa chính trị. Nhưng mà tài sản kinh tế thì nó lại nằm ở cái khu vực bốn tỉnh này. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là theo phương Tây là Ukraine sẽ đi vào một con đường tăm tối. Bởi vì nếu họ hết giá trị lợi dụng thì phương Tây sẽ quẳng họ xuống xe buýt. Đúng không ạ? thế còn người nga thì rõ ràng là họ đã phải làm việc đó vì họ mất niềm tin và họ bị việc họ mất niềm tin và dẫn tới việc là ukraine có thể dâng hiến những thứ quan trọng của họ cho phương tây và tất nhiên là tổn hại tới lợi ích an ninh của họ chính trị kinh tế của họ đúng không ạ thế thì cái câu chuyện là phải xây dựng làm tiên để làm sao đó mà ukraine có thể phát triển được đất nước đúng không ạ và không có dựa dẫm vào phương tây thì bây giờ tôi thấy là Nga đang dẫn dắt thế giới đa cực và thế giới đa cực họ đã trỗi dậy đúng không ạ và họ đã có một cái sân chơi rất hứa hẹn trong tương lai. À, như chúng tôi đã nói thì Ukraine họ có rất nhiều thứ để mà thông qua cái cửa thế giới đa cực, cái cửa BRICS của Nga này để tiếp cận với lại thị trường thế giới, đúng không ạ? Và họ có thể quay trở lại cái thời kỳ thịnh vượng vào trước những năm 1990. Như vậy ý tôi là mình phân tích kỹ thì nó có nhiều thứ nhưng ý tôi là về mặt lý tưởng nhé quý vị nhé chứ còn đừng chúng ta không nói về việc có làm được không nhưng về mặt lý tưởng đúng không ạ thì tại thời điểm này tôi thấy rằng ukraine có thể quay sang thế giới đa cực thế giới phương nam thế giới bric thì họ vừa có khả năng sẽ biết đâu đấy một ngày đẹp trời họ lấy lại được một phần hoặc toàn phần những lĩnh vụ vùng đã mất nhưng cái điều quan trọng hơn là bây giờ họ có thể là trả được nợ, đúng ạ? Họ có thể phát triển được đất nước thông qua việc là phát huy được những cái giá trị và những nguồn lực của đất nước họ, vốn nó rất là tiềm năng, giàu có. Còn bây giờ phương Tây thì họ đang xé lẻ, đúng không ạ? Họ đang mua, họ đang gọi là sơ múi tất cả những cái tài sản của Ukraine. Mà nếu không cẩn thận Ukraine sẽ mất hết những cái đó. Thì tôi không nói rằng là nếu tôi làm tổng thống mà tôi được toàn quyền thì tôi làm được như vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói ra một cái lối thoát, một cái cái điều lý tưởng nhất trong cái quan điểm của mình thôi. Đúng không ạ? Và cái đấy thì nó cũng, tôi thấy nó rất rất là rõ. Ở đây là một điều là gì? Là một cái đất nước mà nằm kẹp giữa những cái thế lực cường quốc ấy, đúng không ạ? Thì phải biết cách để mà khôn khéo. Quan tâm nhiều tới cái khía cạnh là tập trung vào phát triển kinh tế nhiều hơn. Chứ nếu mà đi theo cái đường định hướng, bị bài trừ, bị tư tưởng hóa thì chắc chắn là sẽ phải trả giá rất đắt đúng không ạ? Đấy cũng chính là cái cách mà Việt Nam của chúng ta đang làm rất là thành công. Việt Nam của chúng ta đang làm gì quý vị? Chúng ta đang nhập hàng nguyên liệu từ Trung Quốc, sau đó về chúng ta sản xuất để chúng ta bán ra phương Tây. Đúng ạ? Như vậy là chúng ta nhập siêu từ Trung Quốc nhưng mà xuất siêu ra phương Tây và cả hai thằng nó đều thỏa mãn. Ukraine cũng nên làm như vậy, đúng không ạ? Cũng chẳng có gì cả là không nên làm cả. Họ là trung tâm trung chuyển khí đốt rồi là tài nguyên thiên nhiên họ rất nhiều. Họ có thể bán qua đường Brick rồi là qua rồi mua hàng của châu Âu vân vân. Tức là ý tôi nói rằng nó có rất nhiều thứ để họ cân bằng được cái lợi ích của cả hai khối hai phe. Mà tôi nghĩ là chỉ có cái cách đó thôi, đúng không ạ? Chỉ có cách đó thì Nga mới chấm dứt những cái chiến dịch của họ thôi, còn nó không có cái cách nào. Không có một cái kiểu gì để tăng cường cơ bắp để mà bảo là Nga là mai họ sẽ chấm dứt, đúng không ạ? Uh, hoặc là gây tổn thất một cách khủng khiếp thì chắc chắn là cũng khó mà chưa chắc gây tổn thất tùng khiếp mà Nga đã dừng lại. Khéo họ lại biến thành cuộc chiến tổng lực, đúng không ạ? Bởi vì họ đã xác định là chơi tới bến rồi mà. Thế còn bảo là có dẹp được 5 6 cái vấn đề mà chúng ta vừa nói không? Đúng ạ? Không? Không? Thì nói thật là nó rất khó. Mà trong trường hợp mà được phép làm thì đây chính là cái lý tưởng mà không phải là nói tôi nhưng mà tôi nghĩ rằng đa số những cái người mà ờ uh, có những cái tố chất nhất định về địa chính trị ấy, đúng không ạ thì người ta đều phải biết một điều rằng là cái cách cư xử của một cái đất nước nó phải làm sao vì cái lợi ích quốc gia của mình mà muốn đảm bảo được cái điều đó thì không bị ảnh hưởng về ngoại bang đúng không ạ cho nên ukraine đã bị ảnh hưởng quá nhiều về loại bang ảnh hưởng đấy thì nó do những cái cuộc cách mạng màu đúng không ạ xanh đỏ tím vàng đấy là về lý tưởng quý vị nhé để chúng ta cùng tham khảo ý kiến của nhau còn lại nếu để lựa chọn thì kể cả đất nước có thanh bình hay như nào đấy, thì tôi cũng không thích làm ở một cái vị trí này, đúng không ạ? Tôi thích ra bờ biển này để câu cá, uống trà, vui hơn. Như vậy thì uh, tôi thấy là Ukraine lên học Việt Nam, đúng không ạ? Nếu mà về giải pháp để phát triển kinh tế đất nước, lên học Việt Nam, uh, nhập từ một bên, bán cho một bên, và cả hai bên, cả ba thằng cùng sướng. Chính trị cũng thế thôi, một cái đất nước như này thì cũng giống như Việt Nam, chắc chắn là được cả Nga mấy lại phương Tây ve vãn rất nhiều. Và nếu khôn khéo thì là lại sơ múi được cả hai thằng. Đúng không quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một đêm cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên những người thân yêu.